Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 13 tháng 7. Phạt điện mặt trời Trung Nam vì ỉm thông tin trái phiếu. Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ký ban hành quyết định số 288 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với công ty cổ phần điện mặt trời Trung Nam. Theo đó, doanh nghiệp năng lượng tái tạo này bị phạt tiền 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định. Cụ thể, công ty này không gửi tài liệu công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020, báo cáo tài chính bán niên năm 2021, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2021, tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2021. Các báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, báo cáo định kỳ năm 2022 và bán niên năm 2023 về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định, cũng không được doanh nghiệp công bố. Giao dịch nhà liền kề, biệt thự Hà Nội vẫn ẻo ụt. Trong báo cáo thị trường quý 2 năm 2024 vừa công bố, CBRE Việt Nam cho biết thị trường bất động sản gắn liền với đất tại Hà Nội tiếp tục không có nhiều biến động về nguồn cung với số căn mở bán mới hạn chế. So với cùng kỳ năm ngoái, nguồn cung mới nửa đầu năm nay tại Hà Nội đã giảm gần 80%. Về thanh khoản, thị trường Hà Nội chưa ghi nhận sự phục hồi rõ rệt với chỉ gần 370 căn bán được, tăng 26% theo quý nhưng giảm 61% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguồn cung mới hạn chế, trong khi đó một số dự án hiện hữu phải tạm dừng mở bán do chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý, khiến số căn bán được quý này tiếp tục ở mức thấp, CBRE lý giải. Về mặt bằng giá, giá bán sơ cấp và thứ cấp bất động sản gắn liền với đất ở Hà Nội duy trì đà tăng theo quý. Cụ thể theo CBRE, đến cuối quý 2 năm 2024, giá bán sơ cấp trung bình đạt 202 triệu đồng mét vuông, chưa bao gồm VAT, tăng hơn 5% theo quý và 4% theo năm. Còn giá bán thứ cấp tiếp tục tăng lên 162 triệu đồng mét vuông, tương đương mức tăng 2% theo quý và 4% theo năm. Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị bộ ngành hướng dẫn khai thác căng tin, bãi giữ xe công viên. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng đề nghị hướng dẫn về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng lĩnh vực thoát nước, xử lý nước thải, công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị. Trong đó nổi bật có lĩnh vực công viên cây xanh với những dịch vụ thiết yếu vẫn còn vướng mắc về khai thác tài sản công như tổ chức giữ xe và các dịch vụ khác trong công viên. Hiện nay, đa số các công viên công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có bố trí bãi giữ xe và các dịch vụ thiết yếu như căng tin, máy bán nước tự động trong phạm vi đất công viên để phục vụ nhu cầu người dân vào công viên nghỉ ngơi, học tập, luyện tập thể dục thể thao. Việc sử dụng mặt bằng công viên vào mục đích trông giữ xe và các dịch vụ thiết yếu là một trong những nội dung liên quan đến khai thác tài sản công. Tuy nhiên hiện nay chưa có quy định, hướng dẫn của cơ quan thẩm quyền về việc này. Do đó, các đơn vị quản lý công viên gặp khó khăn trong việc xác định phương thức khai thác và các vấn đề liên quan để tổ chức giữ xe và các dịch vụ thiết yếu tại các công viên công cộng. Ông Biden cam kết mình ổn. Ngày 12 tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden nỗ lực tiếp tục chiến dịch tranh cử tại bang dao động Michigan, trấn an cử tri về sự nhạy bén về mặt tinh thần của mình. "Tôi cam kết với các bạn, tôi ổn," Tổng thống Mỹ khẳng định, xoa dịu cử tri về sự minh mẫn của ông cho các lo ngại sức khỏe gần đây. Trong khi đó, dân biểu Hạ viện thuộc Đảng Dân Chủ Mike Levin cùng ngày 12 tháng 7, trong cuộc họp trực tuyến với ông Biden đã công khai kêu gọi ông này chấm dứt nỗ lực tái tranh cử. "Đã đến lúc phải tiến về phía trước, với một nhà lãnh đạo mới," ông Levin nói trong một thông cáo. Theo Reuters, kể từ cuộc tranh luận thất bại của ông Biden trước đối thủ Trump hôm 27 tháng 6, có ít nhất 19 nhà lập pháp Đảng Dân Chủ đã kêu gọi Tổng thống Mỹ đương nhiệm từ bỏ việc tranh cử để nội bộ đảng có thể chọn một ứng cử viên tổng thống khác. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của Báo Tuổi Trẻ.